Ukraine hy vọng vào tên lửa tầm xa của Mỹ. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga hôm 18 tháng 11 đề cao quyết định của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine tập kích mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do Mỹ viện trợ, nhấn mạnh đây là động thái tăng cường sức mạnh mang tính quyết định đối với Kiev. Điều này có thể thay đổi cục diện. Ukraine càng bắn xa bao nhiêu thì xung đột sẽ kết thúc sớm bấy nhiêu, ông nói với các phóng viên trước khi dự phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhân dịp tròn 1.000 ngày bùng phát xung đột. Ngoại trưởng Sybiga nhấn mạnh Ukraine có toàn quyền tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga và điều đó sẽ có tác động rất tích cực đến tình hình trên chiến trường, song không giải thích cụ thể. Phát biểu được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ hôm 17 tháng 11 đồng loạt đưa tin Tổng thống Biden gỡ rào với tên lửa tầm xa viện trợ cho Ukraine. Cuộc tấn công đầu tiên có thể diễn ra trong những ngày tới, sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS với tầm bắn tối đa là 300 km. Trong phiên họp của Hội đồng Bảo an, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Rosemary DiCarlo kêu gọi tất cả các bên phải đảm bảo an toàn cho dân thường dù họ đang ở đâu. Washington chưa xác nhận thông tin được truyền thông Mỹ công bố. Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield tái khẳng định sự ủng hộ của Washington dành cho Kiev, song không nhắc đến quyết định cho phép Ukraine tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường viện trợ an ninh cho Ukraine, trong đó có chuyển thêm pháo, hệ thống phòng không, thiết giáp cùng những khí tài và đạn dược cần thiết khác. Chúng tôi sẽ công bố thêm hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong những ngày tới, bà cho hay. Nếu thông tin ông Biden gỡ rào vũ khí cho Ukraine được xác thực, đây sẽ là thay đổi lớn về chính sách của Mỹ. Washington trong thời gian dài đã từ chối làm điều này vì lo ngại căng thẳng gia tăng với Moscow, bất chấp lời kêu gọi của Kiev. Một số quan chức Mỹ nhận định hành động của ông Biden khó có thể thay đổi cục diện chiến trường về tổng thể, song vẫn sẽ giúp ích cho Ukraine vào thời điểm Nga đang đạt được nhiều bước tiến hơn, đồng thời tạo điều kiện để Kiev có vị thế tốt hơn trên bàn đàm phán nếu hai bên đồng ý đối thoại. Bộ Ngoại giao Nga ngày 18 tháng 11 cảnh báo Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Kiev dùng vũ khí tầm xa của Washington để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Cơ quan này khẳng định không có vũ khí kỳ diệu nào có thể thay đổi được cục diện chiến sự hiện nay tại Ukraine. Ông Trump khó chấm dứt xung đột Ukraine trong 24 giờ. Tham vọng chấm dứt xung đột Ukraine trong 24 giờ của ông Trump sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra cách hiệu quả để gây sức ép với cả Moscow và Kiev. Trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã bày tỏ quan tâm tới vấn đề giải quyết xung đột Ukraine càng nhanh càng tốt, tuyên bố sẽ ngăn đổ máu ở Ukraine thông qua thỏa thuận đàm phán với chính phủ Nga. Ông cũng nhiều lần cam kết sẽ giải quyết xung đột trong 24 giờ sau khi nhậm chức, và khẳng định chiến dịch của Nga không bao giờ xảy ra nếu ông ở Nhà Trắng. Sau khi ông Trump thắng cử, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhanh chóng chúc mừng và nói rằng ông sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống đắc cử Mỹ. Vài ngày sau, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga đã chỉ ra những dấu hiệu tích cực về cải thiện quan hệ giữa Moscow và Washington. Bất chấp những tín hiệu lạc quan đó, Anatoly Levin, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Quincy ở Washington, bày tỏ sự thận trọng về những tác động từ việc ông Trump sẽ lãnh đạo Mỹ trong 4 năm tới đối với quan hệ Mỹ-Nga cũng như triển vọng kết thúc xung đột Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ ông Trump định xử lý xung đột Ukraine như thế nào, khi ông được nhận xét là người khó đoán định và có quan điểm thân thiện với ông Putin, đồng thời phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhiều câu hỏi vẫn bỏ ngỏ như ông sẽ gây áp lực bao nhiêu để Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga và chính quyền của ông sẽ nhượng bộ Moscow tới mức nào. Nga tuyên bố chỉ đồng ý chấm dứt xung đột nếu Ukraine chấp nhận từ bỏ 4 vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kiên quyết bác bỏ mọi điều khoản nhượng bộ lãnh thổ, chỉ chấp nhận hòa bình công bằng khi Nga rút hết quân khỏi biên giới Ukraine trước xung đột. Trong khi Nga có đôi chút lạc quan về nhiệm kỳ của ông Trump, Ukraine lại ngập tràn lo lắng. Kể từ năm 2019, quan hệ giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trở nên căng thẳng. Quan chức chính phủ Ukraine rất lo sợ chính quyền mới ở Mỹ sẽ thay đổi chính sách đối ngoại theo hướng giảm viện trợ cho Kiev, làm suy yếu NATO và nhượng bộ Nga. Nếu Mỹ cắt viện trợ quân sự cho Ukraine, châu Âu sẽ khó bù đắp thiếu hụt và Kiev có thể phải chấp nhận thỏa thuận hòa bình theo những điều khoản có thể có lợi cho Moscow. Giới phân tích cho rằng, khi ông Trump lên nắm quyền, Kiev có thể phải chấp nhận một thực tế rằng
giải pháp hòa bình mà Mỹ đưa ra là điều không thể tránh, ngay cả khi nó không như Ukraine mong đợi. Cuộc thăm dò dư luận do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev thực hiện hồi tháng 10 chỉ ra 32% người Ukraine được hỏi sẵn sàng chấp nhận từ bỏ một số lãnh thổ để đổi lấy việc chấm dứt xung đột và bảo vệ nền độc lập. Tỷ lệ này hơn gấp đôi so với năm 2023, song phần lớn người dân Ukraine vẫn phản đối bất kỳ nhượng bộ nào về lãnh thổ. Bởi vậy, giới quan sát cho rằng nỗ lực chấm dứt xung đột không dễ dàng với ông Trump, ngay cả khi Mỹ nắm trong tay đòn bẩy viện trợ quân sự mang tính quyết định với Ukraine và thể hiện lập trường thân thiện hơn với Nga. Mỹ khẳng định tiếp tục thúc đẩy để đạt thỏa thuận giữa Hamas và Israel. Ngày 18 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các nhà lãnh đạo, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 gia tăng áp lực lên Hamas để buộc nhóm Hồi giáo vũ trang này ngừng bắn với Israel. Lời kêu gọi trên được đưa ra khi ông Biden tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy đạt được một thỏa thuận trong những tuần cuối cùng trước khi ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa quay trở lại Nhà Trắng. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil, Tổng thống Biden đã đề nghị gia tăng áp lực lên Hamas. Đồng thời, ông nhắc lại lời kêu gọi Israel hạn chế thương vong cho dân thường trong cuộc xung đột ở Gaza mà nước này phát động sau các cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Ông khẳng định Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy để đẩy nhanh một thỏa thuận ngừng bắn đảm bảo an ninh cho Israel và đưa các con tin trở về nhà, đồng thời chấm dứt những đau thương mà người dân và trẻ em Palestine đang phải gánh chịu. Mặc dù Tổng thống Biden kiên định ủng hộ Israel trong khi khuyến cáo nước này kiềm chế trong hơn một năm qua, nhưng vẫn chưa rõ chính sách của Mỹ sẽ như thế nào sau khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Ông Trump đã chọn các quan chức ủng hộ Israel mạnh mẽ cho nội các của mình và chưa từng đưa ra cam kết về một nhà nước Palestine độc lập. Hôm 15 tháng 11 vừa qua, Hamas đã kêu gọi ông Trump gây sức ép với Israel và cho biết nhóm này sẵn sàng ngừng bắn. Ông Trump chọn người dẫn chương trình Fox News làm bộ trưởng giao thông. Tôi xin thông báo cựu nghị sĩ Sean Duffy đến từ bang Wisconsin được đề cử làm bộ trưởng giao thông. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết ngày 18 tháng 11. Sean là một công chức tuyệt vời, được yêu mến. Ông bắt đầu sự nghiệp từ vị trí công tố viên quận Ashland, Wisconsin, sau đó được bầu làm nghị sĩ đại diện khu vực bầu cử số 7 của Wisconsin tại Hạ viện. Duffy là nghị sĩ từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 9 năm 2019, là thành viên Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện và chủ tịch một tiểu ban về bảo hiểm và nhà ở. Ông công tác ở Fox News vào năm 2020 và hiện là người đồng dẫn chương trình The Bottom Line của Fox Business. Cựu nghị sĩ còn tham gia bình luận chính trị trên các nền tảng của Fox News. Sean sẽ dùng kinh nghiệm cùng các mối quan hệ đã thiết lập suốt nhiều năm qua trong Quốc hội để duy trì và tái thiết hạ tầng quốc gia, hoàn thành sứ mệnh mở ra kỷ nguyên vàng giao thông, tập trung vào an toàn, hiệu quả và đổi mới. Quan trọng là ông ấy sẽ nâng cao đáng kể trải nghiệm đi lại cho tất cả người Mỹ. Ông Trump cho biết thêm, ông Duffy cần được Thượng viện phê chuẩn trước khi có thể bắt đầu công việc. Duffy là người ủng hộ ông Trump, từng bảo vệ sắc lệnh gây tranh cãi của cựu Tổng thống năm 2017 về hạn chế nhập cư với người đến từ 7 quốc gia Hồi giáo. Ông Trump cuối năm 2021 đã thúc giục ông Duffy tranh cử thống đốc bang Wisconsin, nhưng cựu hạ nghị sĩ không muốn hướng đến vị trí này. Khi tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ đảo ngược các quy định về khí thải phương tiện do chính quyền Tổng thống Biden áp đặt. Những quy định này hướng đến mục tiêu giảm đáng kể khí thải phát ra từ ống xả phương tiện hạng nhẹ và hạng trung có năm sản xuất từ 2027 đến 2032. Reuters tuần trước còn đưa tin nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump muốn hủy chính sách miễn thuế $7,500 dành cho người mua xe điện của chính quyền đương nhiệm.